Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip về hai người đàn ông trộm chó, không chỉ dùng thủ đoạn mang rợ với những con chó, nhóm trộm còn đe dọa những người chủ một cách táo tợn giữa ban ngày. Trong đoạn clip, hai tên này đi xe máy đến trộm chó, tên cầm lái làm nhiệm vụ canh chừng để tên ngồi sau tiếp cận và dùng thanh thép chọc vào họng chó đến tắc thở. Khi bị người dân phát hiện, chúng dùng bình xịt hơi cay để chống trả và nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Trong một đoạn clip khác, sau khi trộm chó hụt, cả hai tên này quay lại để bắn vật lạ vào người đã cản trở chúng. Đều đáng nói là mỗi ngày, nhóm trộm nói trên thực hiện nhiều phi vụ khiến người dân vô cùng bức xúc. Người đăng đoạn clip cho hay, nhóm trộm này tung hoành ở khu vực huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và đến nay chưa bị trừng trị thích đáng. Những tên trộm này quả là táo tợn, trộm chó chưa 3 ngày mà không biết sợ, còn sẵn sàng mạnh tay với những người dám bắt chúng. Mong rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trả lại cuộc sống yên bình cho người dân.